trong cái dài nhìn nhạc sĩ bài ba hát. Cái bài này nó hơi buồn, nhưng mà quan trọng là chúng tôi kính chúc các bạn có một buổi tiệc đêm nay vui vẻ cùng gia đình. Cảm ơn Kim Quang. Và kính thưa quý vị, một nhạc phẩm nữa là sau này chúng tôi